xa nơi ai, gạt đi tình yêu nơi ai. Bỏ qua ngày tháng cùng nhau vượt qua, nếu em hiểu. Rồi lúc em khóc trong vòng tay ai, để anh nhận ra là em làm ra chỉ để anh mang đi theo suốt cuộc đời. Ai cũng sẽ chỉ một hạnh phúc trên dòng đường đời, và ai cũng sẽ nhận ra người mình không thể quên. Thì em hãy cứ đi tìm một hạnh phúc mới, tìm một người thay thế anh trong những đêm, để anh một mình em được cứ đi đi đập nát. Quay trở lại một cảm xúc rất khác kể từ khi em đi bình minh đã không còn phương nắng, hạnh phúc của em đã biến bản thân trong anh bao phủ thành chữ trắng. Có phải đây là điều em muốn? Bình yên nơi anh chưa đủ làm cho em trở nên chung chướng. Em cần gì? Cô gái ngày xưa đâu cần gì? Em cần nhận em đang đang gối đầu. Ai cũng sẽ chỉ một hạnh phúc trên dòng đường đời, ai cũng sẽ nhận ra người mình không thể quên. Thì em hãy cứ đi tìm một hạnh phúc mới, tìm một người thay thế anh trong những đêm, để anh một mình em hãy cứ đi đi đập nát hết ngày. Đập nát hết ngày tháng qua em cứ đi đi, vì anh đã chọn về mình thế thôi, chẳng thể nào đổi thay. Anh biết thời gian chẳng thể nào quên đi được một người, chẳng thể nào quên đi được một. Như vậy là chúng ta đã khởi động phần biểu diễn của các thí sinh với SAB Band. Xin được chào đón năm chàng trai của chúng ta đã đến với chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên là cảm ơn SAB. Các bạn là một nhóm rất là chăm, mình phải công nhận điều đó. Và đến hôm nay thì đã tiến bộ hơn hôm qua rất là nhiều, rất là chúc mừng các bạn và mình rất là thích hai bạn vocal. Xin cảm ơn SAB team. Vâng, xin được cảm ơn anh Long Hello, thưa anh Hồ, anh. Ngày hôm nay thì đến buổi trưa nay em vẫn thấy anh có rất nhiều những điều góp ý cho tất cả các thành viên, chứ không chỉ hai bạn vocal. Thế thì không biết là ngày buổi chiều ngày hôm nay thì phần trình diễn này đã mang lại cho anh những cảm xúc như thế nào ạ? Xin mời anh. Các bạn em mở màn rất là hợp lý, bởi vì các bạn là chơi nhạc live, chơi sống thì các bạn sẽ có cái tinh thần nó máu lửa hơn, nhiều hơn. Như anh nói rồi là band các em ấy thì tất nhiên về chuyên môn của từng người thì nó cũng có những cái khoảng cách, nó cũng chênh lệch, nhưng mà tuy nhiên là cái quan trọng là bọn em đã là một cái nhóm thì bọn em phải tận dụng những cái khả năng của từng người để bọn em kết hợp lại với nhau. Thì ở đây giống như là Long cũng nói là hai bạn vocal ở đây là hai người mà lead chính ở trong band, thì hai bạn cũng có cái giọng hát khá là ổn. Các cái bạn chơi nhạc thì các bạn được cái tinh thần rất là máu. Đấy, bạn chơi bass hơi buồn tí thôi, anh quên qua anh không nhắc em.
chính là em phải phải hòa nhịp cùng với cả hai người chơi cùng lại thì nó sẽ vui hơn. Thế còn cái bài phối này hôm qua sau khi mình sửa sang lại thì anh nghĩ là nó sẽ ổn hơn và hợp lý hơn rồi. Và tin chắc rằng đây sẽ có nhiều bạn trẻ dưới này cũng sẽ biết cái bài hát này và cũng thích, đúng không? Đúng không các bạn? Thế thì anh xin được chúc mừng các em, bởi vì anh tin rằng là với cái hình ảnh của bọn em ấy, và đặc biệt là hai bạn vocal ấy, các bạn có thể đi xa được hơn trong cái con đường. Tuy nhiên là chúng ta phải dành nhiều thời gian hơn nữa. Rồi, cảm ơn. Thank you. Xin được cảm ơn bạn giám khảo. Xin được cảm ơn SAB Band. Xin cảm ơn bạn giám khảo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.